Bản tin kế tiếp cho hay là đã xảy ra hỏa hoạn gần Quốc hội làm gián đoạn buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ đăng quang. Buổi diễn tập cho lễ đăng quang tại khuôn viên Điện Capitol diễn ra vào ngày thứ Hai 18 tháng Giêng phải bị ngừng lại và người tham gia được đưa đến khu vực an toàn khi mà hỏa hoạn bùng phát tại một khu vực của người vô gia cư, tức là homeless, cách Quốc hội khoảng 1 dặm. Khói bốc lên từ đám cháy khiến cho giới chức lo ngại về tình trạng an ninh. Đặc biệt là sau khi xảy ra vụ, những ủng hộ viên của Tổng thống Donald Trump đã nổi loạn vào ngày 6 tháng Giêng. Quyền cảnh sát trưởng tại Washington DC ra lệnh tạm ngưng và di tản những người tham gia buổi diễn tập ngay lập tức. Sau đó thì nhân viên cứu hỏa của DC đã dập tắt ngọn lửa nhanh chóng và giới chức cho biết không có dấu hiệu đe dọa cũng như là vụ cháy không phải là một hành động có chủ ý.